chia về xe cư bò bò trầy nữa, và đặc biệt là cháo cá, đặc biệt là cháo cá và đặc biệt là cháo cá tọc của mưa sân bằng thầy lấy sốc chia một sốc chia cua xa rồi bọc nhóm tay tay nhằm bò bò so nơi bề bật một sốc chia Gia đình của tôi luôn luôn ăn ăn chào trắng cái thời hình được buổi sáng ăn chào trắng hún trắng. gia cầm tờ gia đình của tôi luôn luôn và luôn luôn có bán thường xuyên có bán á và thường xuyên cứ ủ xè và luôn luôn cứ tày tày gia đình của tôi luôn luôn ăn cháo trắng buổi buổi sáng ok gia đình của tôi thường luôn luôn trời sẽ làm thường xuyên cái này gia đình của tôi luôn luôn ăn cháo trắng buổi sáng rồi sao được bọt nhóm tay tay tái và nhắm bò bò xó nở về bật mà nè chia muối bà ok ly chính bà chia muối pon tia prai mà trứng muối với trứng muối à nơi tiệt đó bà chia muối đừng chạy bờ không biết luôn. à chia muối chạy bờ bà cụ con cũng không biết luôn à với dân gì biết với trứng muối xanh á bà với trứng muối bà chia muối nắng ở Việt Nam còn hai tha bốn trứng trứng nó cứ bồn bà bốn bồn là bồn bờ Bông bồn bờ mà con hai thằng bồn bờ có ra được bồn prai để hai bồn bờ và nó hai ở miền bịa tia nó không nắng này mày đã pia mày trứng vịt muối gì đây à thì trứng muối đang này vừa nắng tập bồn nắng kia thua tao bồn tia đi ở sau miền nào từ bồn ngon đây nè à prai nè nó bà chỉ môi nó cãi xá báu nè bà à sẽ cái chập bờ và nó cải sao báu đó, và cải sao báu đi cải sao báu anh đang chạy bờ và cải sao báu miền đặt là hai cải cải mặn còn miền này và đặt là hai cải mặn anh đang mua miền hai chợ nó đi chỉ hai quan bay vậy nhau tam là bon xem xem nè ngay xem xem kia chân dân vô nè đây kia xài hàng trần cải sáu báu ăn cháo trắng với cải sáu báu chạy bơ à chập chập Ủa, xui bọn xui nó tên hai mươi rồi. ông bơ mà tê muối ớt Muối ớt. ôi ôi mỗi mỗi số muối muối ớt muối ớt là ta ta dân bà tò nè rồi sập xe còn thèm mà mình lý bà mình lý pê prắc bà pê prắc cua ở pê prắc nhóm mình sơ nhắm bài bài sẽ chú mình sơ chỉ nhắm bài sẽ chú bà Buổi sáng tôi mình tới phải mình sơ không mấy không phải ăn ăn cơm thất thiếu dạ tâm trần đó bà buổi sáng tôi không không ta quay ta kho mùi nó chọp ta kho cái gì ta chọp mùi nó kho ta kho rồi là đi chọp buổi sáng tôi không mấy ăn cơm thịt heo đó bà bà nhưng mà sơ nhâm bài sẽ chua kìa bà buổi sáng tôi không mấy ăn cơm thịt heo đó bà tỏ
bong thiệt ví rư mà hộp xe nhỉ rư mà hộp xe tập bong thiệt ví rư co các bạn này rư co mà hộp xe bà bong thiệt ví lư thế bong nạc ký À, không đối thay mà nào. Mình Anh mình về nó tiếng gì cả. rư mà hộp xe Hay là món ăn khác. à. Mà hộp xếng hay là món ăn khác nè Đây, à, hay hay là món là nâng rư coi và rư co mà hộp xếng là món ăn khác nè. Món ăn khác nè. Hay là món ăn khác nè. Trời ok ơi bị ở bỏ môi dân ai thua chỉ clear là cái dân dạy kẹp cái tay bị phật nhom nhom chăng 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 mạnh nhom mà chơi chật nhằn dân miền bị tràn dân ai hiện bàn chờn cái sao báu rồi có trứng muối sẽ kế tiếp vì cháo lòng miền là bị cháo lòng tiệt cháo lòng và bỏ kêu cháo cá và bỏ trầy ý tiết gia đình của tôi luôn luôn ăn cháo trắng buổi sáng trứng muối hai và muối ớt mời mình tè nè à nó muối ớt hay đập bên bờ bờ mật tê mềm bờ mật tê bờ gì cái bờ mật rạch Bật bờ mật bật rạch là muối tiêu nè. Muối tiêu à muối tiêu máu ui mời mùi sắc muối à yêu yêu trời tiêu nó bà muối tiêu bờ mật rạch à đập bên mật rạch hai cái tiêu yêu yêu tự tiêu tiêu khả năng mà rạch mà rạch ok cùng mình score này khá ở trên nhà mà rạch tiếp thay nhà mà rạch chỗ cả đá mà rạch ok tỏ nhưng mà mơ mê riêng bao giờ một tỏ mà nhưng mơ một liều bao giờ cháo bán cháo cho tôi một tô à đi một tô nó cứ chan cô mùi nữa mà một tô mùi chan cơm là hai bọn tham mùi chan cơm bạn đặc biệt chan cơm nữa amien ấy thử dạy bạn thế và amien ta chan cơm này việc chuyển niêm này nhưng mà bịa clear thì pí hủ tiếu mà cùi tiêu hủ tiếu cùi tiếu và to khổ hai chung sân đó nè mình sợ bọn là kia và bị trẻ và Dạ, hai. Thưa bà thưa cùi tiêu ở nhung mà chán Làm hồ tiêu cho em một tô. dạ tâm trời làm hủ tiếu cho em một tô đặt đặt bò hạt cố đặt bò hạt cố nâng sạch chân trầm và trả đại để bò viên với Để bò viên với ai kìa bò thịt viên bằm với kìa da tâm trơ nè bà để bò viên với thịt bằm nè bà Để để bò bò viên với thịt bằm. đúng rồi nè để bò viên với thịt bằm cụ xe ao mà nè cái quả toàn để bò viên với thịt bằm để bò viên với thịt thịt bằm nó sành chạm nó này nè để bò viên với thịt bằm bò viên bật bật cầu ở cùng kịch tha bật thấy nhà sơ lát có su cụ tha bò viên hồ âm miệng bịa cô nó không nâng chân cụ và âm miệng bịa cô đi tại bảo bảo hạt trái miền miền bịa trái nó không nâng hay bảo hạt giấy bảo hạt mòn bảo hạt ấy xem xét miền miền bịa nâng đó bảo hạt mòn này ghế chả cái hai ta chả 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 cá bảo hạt trái nó chả chả cá đi anh làm bảo hạt trái và chả cá và chả cá bà hạt trây bà hạt món miền đấy mà bị chợ miền đấy tại còn là dân ai cho xe bán trả
À, ở sao chả này sẽ khó hỏi mà à chả chả hay chả năng chá bà đây bà nó bà chả cá à, chả gà nó bà chả chả gà ở dân khu nhóm cho hai thay chả bò bà này bà hạt cô bà nè bà hạt cô chả gà tại đọc về cái hai chả chẳng cứ kêu về âm mưu tia đi bà hạt nên chuyên cao về âm mưu tia đi về anh tập bay thì cô đấy cái thực vật tập bay nè chả chả bò giờ lấy vô là vậy khuôn vậy à bò viên nó cứ hết viên mù mù mà đông mù mù và à nâng cái hai ta bò viên chân tay mà đo ok có ở sơ phải tốt sáng bà bon chong hai người ấy ót chăm nhôm chui hai người bon Em muốn gọi gì chờ chờ em gọi cho anh dạ tầm trời anh muốn gọi gì không cho em gọi để em gọi cho anh đó còn bạn này mà chăm ôn hai gửi bon nó để em gọi cho anh ô con trai ánh sáng bà hô hoàng bà chui hai cái tiêu cô ao bon mùi chán lúc kèo hủ tiếu cho giúp em một giúp kêu hủ tiếu khô khô cho em cho em một câu dạ oi ô này nè à, oi ô mùi chan đó cho tôi một câu các bạn này mà dân phạt đồ tam năng đó giúp kêu hủ tiếu khô khô cho em một câu bà oi ô mùi chan đó ở con trai hò hò hoáng bà bằng xịp hát bà cung bà đặt sạch bà đặt sạch cùng đặt cường khnồng Đế thích đứng đế Kinh không không phải thầy đầu lòng được gọi là đường đầu lòng lòng dạ đầu lòng nó cứ bị bình đó bà đầu lòng ok để thật đừng để bà đầu lòng nhưng mà bịa kềnh khnông nè bịa quanh mà ví dụ bịa tha đầu đầu lòng tại bịa chọn cái anh vậy quanh chẳng đi cái vậy ta lòng là tê đi là nè để thịt đừng để lòng à, ta vẫn đang nghe lòng nguyên miên này cái lòng heo ô cho lòng lòng heo và kềnh khnông chú à, lòng bò là nè lòng bò kềnh khnông cừu lòng gà chân từ nó lòng gà cơm nóng lòng gà cơm nóng mòn nè lòng gà thấy lỏng thì chất á thầy tâm trời hát ấy bàn phía xa Việt Nam còn vô bịa chất cho nó hỏi bịa cơm nóng phổ phê để dạy bịa cơm nóng sạp tới vì mình sơ chìa bà rùa kê nâng xa máy tơ à quả năng chẳng bia hiện là nhớ tịch chứ kì vô bịa chất cho nó hỏi bịa cơm nóng việc kinh khủng của bao vía của miền này tại cái prana không phải để bỏ gì và u tiền họ đã dân kinh khủng vì miền bịa tha nội tạng và nè và nội tạng và đi bịa mùi niệm nội tạng và nội tạng à nó cứ kinh khủng trong mà so bao vía ta mà so ô này trong này bao vía làm đó à nó tái à bịa kinh khủng này prana pe na u tiền họ đã tịch kinh khủng này tụi ta họ ta khôi kinh khủng này nè dạ dạ khôi kinh khủng về đại dương miền ở chư chủng ngữ ở vậy xem khôi kinh khủng bà rư có về đại dương kro thanh ai xem kro kinh khủng ở hay bà anh nhớ anh dùng prai về nè nè anh đọc về dùng prai chụp mà hốt à há cứ dùng prai bịa nội tạng nâng tề dùng prai bịa lòng nâng ví dụ bịa chặt chân đủ hai quần do là tại này nắng nó đôi chiều mà được mai dưng thì miền bịa tháp p đây mà nữ để slap được cả ngó cái anh vậy bịa slap được ngó cái bịa khôi ở Việt Nam à miền slap được có ngó cái hai thằng chết thời chết kê còn miền bịa bỏ kê cái hai thằng mất mất nơi cái bạch Việt Nam prai bịa bạch hoặc prai bịa khôi gì prai bịa bạch mình mất nâng cái chi hạ bịa slap nâng chào nâng cái lại nâng cả đôi khi nâng lại
nè ông này vô nè vô đấy bà vô cho mình nè bà vô su cụ bạch thành cho bạn nè miền biển khác kia vô biển khác xin để này vi hành điện vô mau chân đồ vi à chân đồ vi à cái bà biển nổi tàng chẳng đây snap việc khó snap nhưng vậy biển nổi tàng đó nhưng lư gần nắng vi đôi khi là nhờ thầy và hiện là nhờ hôm nay ở đây bộ hôm nay vẫn phải bị môn đó là cường không cường không à nó ở điều cường không và dân mẹ làm thằng thò mà đang tại bây giờ dễ bị nội tạng đi về đây dân vậy mà hốt cửa cái đi nè sập có sập chế vô lại mẹ nó vô đây này còn là cái chi cái món vậy ok to nhưng mơ mà hủ tiếu khô và KTP ấy bà cho em một tô hủ tiếu khô và hủ tiếu khô cái tiêu cầu trong cụ tịch cụ mơ sân ok tỏ ngọc kiếm và ngọc kiếm bon trơ ca hay ai thèm tiền bon trơ ca bon chọn thật ai ạ đọc ngọc kiếm bon trong phật ấy ổn biết nó hiện hẳn sau mình sau ngày gì anh muốn gì hay là nè anh muốn kêu gì thêm nữa được không anh muốn nhớ vợ anh muốn kêu gì thêm nữa không anh muốn kêu gì thêm giờ không anh muốn kêu gì thêm nữa không bông chọn hàng anh muốn kêu giờ kêu gì thêm nữa không kêu gì thêm nữa không ta để dân vật hạt xâm điện không nhé và hiện an chờ anh tích nằm ok ở quân tràn bằng ngọc kim nhé và to bông sạch trái ở phía này hiện bảo bạn tích chụp bông mà đang đỡ cao đây tay nơi thở xua thở xua nhé và chui hái bà chui hái tai nơi cái lại xem của đấng á tai cái lại của nơi này cái hai tai ô khong và nè chui hái tai ô khong ở nhóm mùi cài nè tai ô khong nó chia tập hệ tai tập hệ đại miên play play sô đà đã châu không năng ngô và tất sô đà ngô và tất tất sô đà năng và tai sô đà năng ở nhóm mùi cay hai cái bình cù lơ còn máu rồi sang Việt Nam kia sô bồ nắng à kia sô bồ nắng hay thơ chan à tai ô khong nắng hả chui hai tai ô khong ở nhóm mùi cay và lỡ bông vậy ta chui hai ở nhóm mùi cay mà ba này ta tai ô khong nó chạm nhóm đập ai mai rồi cho tôi một lon một ly một ly dạ tâm trời nát bà hả giúp gọi trà đào cho tôi một ly và trà đào sao mà đoan tiết giúp gọi trà đào cho tôi một ly giúp gọi trà đào cho tôi một ly dạ tầm trời trà đào nè có sao trà đào nó cứ tay lại nhạc lát cái hai tay ô khống nhạc lát cái hai tay sô đà tay sô đà hai chị mình nè là thọp nhằm mấy thử ấy và mến thọp ấy trơn và nè nè đây tự nhằm mì hơn ấy miền nè không menu mì hơn miền à, tay đã thả tay không nè anh nghe hai ta trà đào nè trà đào ấy thì nó bây giờ hai trà u không hạt bán nè hạt bán nè bột chmuk sen bom hôm nay dân ở bật thả anh hát ấy bong nè 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 nhưng mà dỗ bong hát ấy bằng mai dân hai ta tại tại ô khong nhưng xưa chơi sân bong đăng mua là hát ấy bằng cái hai tại ô khong à xóa dạ tâm trời ô khong cứ xóa xóa si play sụt tạ hãy tật nâng thua mau bị play sụt tạ anh chẳng cái hai đặt cho mua viết cứ tại ô khong cái hai ta tại sụt tạ cái hai tại ô khong cho nên nâng nơi Việt Nam à tất nó tất bỏ Việt Nam ta à nó bỏ về mong Việt Nam ta à, mì hơi lắng mì hơi bỏ cổ rễ cho mong Việt Nam cho một mày và nè mì hơi lên Việt Nam thôi chẳng ăn chiêng chẳng ăn chiêng chọn
của ta nhằm nè rồi chết dương cũng cất tha xa kha nè để chui chất nhằm mình hả cất tha xa kha là cả thơ đôi kia ở đôi kia để tụ bay để chung một đôi kia mẹn tại còn là xa kha xe cứ thuộc xe nhỏ rồi chết xe nhỏ hiện khó khó kia hiện khó khó kia cái lãnh lan chạy lãnh lạc cho khó kia đó vậy chẳng được ở nắng tay nắng Việt Nam hay ta trà đào nè ok trà đào internet slow cô mơ sẵn cho em một tô hủ tiếu khô nhưng mơ một clip to bao giờ miền Việt tha hủ tiếu nước và hủ tiếu nước đây ấy, của tiêu tập và hủ tiếu nước của tiêu tập và một tô hủ tiếu nước và một tô hủ tiếu nước là nâng của tiêu tập muối mùi chèn và nâng cái tiêu tập mùi chèn tạo ra một tó ó là lỡ đi hay bà ok tao nè tao ngon cái gì bà cao đây cù mà nè mùi đại miên bịa cùi tiêu nhà này các bạn này mặt trận á đại miên bịa cùi tiêu em thích ăn cùi ăn hủ tiêu em thích ăn hủ tiếu ăn cùi hủ tiêu dạ tâm trời ôn chùa chất nhằm cùi tiêu rồi ở con trai tâm trời ban một clear thử tại miền khom này phải thử tại bà nâng xua anh ấy xua vẫn đã tư kết ao chè lươn đó bạn này bà em thích ăn hủ tiếu hời to phải to kết xua này chọn ở Việt Nam ở Việt Nam không có hủ tiếu ngon ở Việt Nam không có hủ tiếu ngon rồi ok to nơi Việt Nam ở miền cà tiêu chẳng ăn gì miền miền mà để sai dùng nhằm mà toàn thở cái lại ngon nên cứ chăng anh nhằm thở cái lại mình chăng anh tay nhằm ở đây chăng anh không nhằm thở cái lại mình chăng anh bọn nẹt thế cho bọn đừng cái lại người nghe bàn học cái lại chăng anh như toàn nơi dù nẹt đầy nơi không đọc bọn cái là nẹt nơi không đọc bọn mình kia đừng ok mến là nơi Việt Nam nên nơi mai dân người dân đâu ta ho ra dân nơi ta đọc bọn bọn dân dân score dân tay nhằm chờ cái lại dân đơn ô cái lại như chăng cái lại nụ kia việt chờ những mưa cái lại nó u o chờ nhiều chờ là nâng chăn nha mà chỗ cái này nó khơi như sát sát là nâng hot chăn nha ở đây nét nâng không đồng bọn nhằm chờ cái này nét nâng không đồng bọn nhằm chờ có mọi ta chỗ ta cái này nó sao tập nhiều tế cho nâng nhiều tế cho cái nhằm ta mà đón cái chốc tư đi này là du du mình cái mau mà đón nè thôi cái này nét nâng cầm chân chị âm bị chi chân nâng không đồng bọn có nhằm chờ là nâng tích chăn tỏ ok tỏ sơ phải tỏ miền này nâng cực chân nữ bóng pin môn đất ok bóng pin đất buổi sáng đều tôi muốn ăn hủ tiếu tôi luôn đi bán hủ tiếu lại ăn ở nhà tôi đi mua hủ tiếu về ăn ở nhà buổi sáng nếu mua ok buổi sáng muốn ăn hủ tiếu thì tôi đi mua hủ tiếu mang về ăn ở nhà cho vậy pin chân thử mà mình bắt viện này buổi sáng muốn ăn hủ tiếu thì tôi đi mua hủ tiếu mang về ăn ở nhà buổi sáng về lập tâm trai vòng bà kia nó là mình tên bà buổi sáng ở con trai một tiền buổi sáng về lập muốn ăn hủ tiếu trong nhâm cái tiếu thì tôi đi mua cứ nhôm tự tin nhẹ có ra viện thì lại đi thử nhỉ thử thì tôi cứ nhôm mình cứ chia nó cứ vừa vậy mới phải to cho nhau ra việc thì tôi đi mua hủ tiếu cứ trong tư tinh cái tiêu cứ trong tư tinh cái tiếu mang về nó cứ dột một nè dột trò lọc một các bạn này dột trò lọc một bạn ăn ở nhà nhằm được tiền lại nó còn ra việc mang về còn trời tiền do sợ ra việc lấy về nhằm ra việc mang về nó bị chết tâm lọt môi nó không cam ra việc số tiêu dùng đang ăn này, ok, tạ, chào bà tóp, hiện quyền thì cái này là quyền, hai là trong số là bịa chiên muối, bịa cái bóng, chiên chiên, tôi nghe tôi chặt ai chiên muối, hơn, và đến của tôi thích ăn phở thêm ăn hủ tiếu yeah okay very good
Gia đình của tôi thích ăn phở hơn ăn hủ tiếu. Và kêu xa rồi bọc nhóm cho chất nhằm phở chiên nhằm cà tiêu. Đó, không trời. Bọc. Gia đình của tôi thích ăn phở hơn hơn ăn hủ tiếu hơn nó cứ chiên á. Bây giờ mơ bị hơn á, mà hơn cứ chiên. Mình chiên sầm nón chiên phlương á nè, mà tràn chiên tịch chiên á. Và ok. Nâng vậy vậy bằng chấp lật tha ở bị chiên nó cứ miền hạt chiên thầm nóng sẽ khác là ô cua nóng prai chiên thầm nóng chiên phương bàn hỏi bàn thế mà nây xên kia tôi bây xin lên được kia cả đâu nói ở miền sơ nà đặt bật thaym đi và bật cao em có kỷ niệm nhiều lắm với người yêu của em ở hàng hủ tiếu này ở hàng hủ tiếu này dạ yeah, ok bên tâm trời nữa bà. Em có kỷ niệm với người yêu của em nhiều lắm ở hàng hủ tiếu này đó đó và miền đặc la phải chị đăng bị hàng đang xây cái ông mình miền bị hàng đang lại đi tiệt bị hàng thôi mà đã nhưng hiện hàng đang xây xây cái ai văn ta cũ mình miền bị ai văn hàng đang bị là cái nào tột đó bà tột tột cái tiêu này nhận ai bỏ thằng tột cái tiêu này để cái lụa nó khang khéo khéo khăn nó đó bà nó nhận ai prai bị hàng đang bàn đó hàng hủ tiếu này tốp để cái lụa chật chật cho cho cái này để nó càng khéo khéo ông chăm khăn lại nâng có dùng phải bị hàng nâng phía sàn vậy vậy nè à, lại nâng nè em có kỷ niệm thì kì nít cụ cụ vùng bọi ta cụ vùng bọi chập ra bọi ta em có kỷ niệm ôn miên anu sao rì nè bà anu sao rì với người yêu của em chia môi son xa rồi bỏ ổn và nhiều lắm cho đàn nè bà cho đàn nè ở hàng củ tiếu này nơi nơi mà chua tốt như ai bỏ ta nơi mà chua tốt bà mà chua tốt lúc cái tiêu đi nè ok bị hàng nó bị xa mà lại cả dương trọc hơn cái lụa chùm này dạ hà tam khnol tại vì miền tốt tốt tay mà ngọc quên mà chua vì mình mẹ chết hàng hàng thùng thùng đi bà anh đang cái hai ta hàng này hai hàng nó cầu vì miền này mới tới từ ấy vằn để dương trọc hiện nè hết ấy bàn bị ấy vắn dân tập prai được lại những người xa tha ca lụa cho nón muốn nó kê lụa tèng là bỏ nhám cái lụa tèng là bỏ prai là bỏ xem xem để cái đặt mà chua chấn cái tay là đi mua hàng đi mua hàng đi mua hàng chấn cái này nó bị lụa là bỏ nhám phong lụa ấy vắn phong chấn à bị hàng nó biết có cho từng từ cho mỗi lần bị hàng từng từ nhá và anh ta lấy tiền chấn thứ có những ai bỏ thật chua cả bàn hàng nâng lấy ra đó bà nâng sống khăn nhưng dù này cắt vì bà này mình này thật tốp tốp của tiêu nè bà tốp của tiêu đi bà này chọn gì chọn ok tỏ sao mà tốp tôi bà tỏ ngày mai mẹ của tôi sẽ làm hủ tiếu ok bà ngày mai mẹ của tôi sẽ làm hủ tiếu ngày sai mà đồ bọc nhâm đừng phơi cà tiêu ba trăm trời ở con trai bọn trăm trời nè bà dương mơ màu mẹ của tôi sẽ làm cà tiêu không chắc trăm trời con bị này khó thì trời bà lại là khó của việc em tiêm của việc hủ tiêu nước ok dương mơ màu bịa tha sợi lớn bà sợi lớn bà em lấy hủ tiếu sợi lớn ôn vô cà tiêu sẽ xay thùng bà sợi lớn hay là rư có sợi nhỏ sợi xay tu sợi xay với miền mà bịa tiệt như miền bịa tha cọng tiệt nó cọng tại dùng ra bịa sợi từ là từ sang là cả sợi lớn sợi xay thùng tao miền này nam và cả ban bịa sợi lớn nhỉ có ai và cả mà đòn du du ao y sợ còn cất lên anh mà làm nòm kêu lang về lầm nóm kru dù tới ở trên kết luận anh đang về nà trên dạy cả mà lươn sợi lớn sẽ xài thùng vậy cho mùi mi cả bán phở cả bán cả tiêu cả bán cho mùi nâng xài xem xem cả bán này xài lươn xài cả bán này sợi thầy thầy tôi luôn luôn ơi người ta bán hủ tiếu xôi lớn
mà đòn tiền thế kia mà đòn tiền à các bà mà nhóm sắp sự bàn xây người ta tập bộ bật à chập bìa thầm người ta đang sắp bật cái ai chi chi luôn luôn xem người ta chi luôn luôn xem người ta rồi anh đi prao bìa xem thì chỉ khó hết thầm thử thở phở bìa thấy mình thử khơi thấy. Thấy. Thấy người ta bán hủ tiếu sợi lớn dạ con trai bón tay tại khơi kê luộc cái tiếu cái sợi thùng nè nơi Việt Nam thời sợi dạ, lớn dạ. Ở Việt Nam cầm thần nơi Việt Nam ăn miếng cái tiếu sợi tui tuyệt dương thì miếng cái tiếu sợi thùng sợi lớn mẹn thùng đôi phở ấy nè thùng chiên sợi cái tiếu dương tít nè vì ở sư cái hai ta ở sư suối ở sư chập chập đôi cái tiêu này ní bao giờ ngày vì ở sư xuất và cái tiêu ní cái tiêu bò Việt Nam bị hiện tôn chiêng và hiện tôn chiêng sợi lớn ở Việt Nam hai đồ chia có cái thuê ở khóc này này Việt Nam có ok chị luôn luôn bón tay tài nè thấy mình xem đi thấy thấy người ta khơi kỳ nè bà người ta thấy người ta bán hủ tiếu luộc cà tiếu và bán hủ tiếu sợi lớn sợi xay thống ở Việt Nam nơi Việt Nam tâm trần nơi khơi luộc nơi Việt Nam tóc miền này ai tay bán tiếp sợi xay thống ok đó ngọc ngọc kim môn nè ơi ngọc kim đó nè bóng pin ơi xa ai sợ mà đó ngọc kim ăn nồm lớn ăn hủ tiếu Việt Nam sôi lớn ăn môn ăn môn ăn hủ tiếu Việt Nam hồng xung các bạn mà đòn tiết vậy mà đòn tiết em lớn lớn ăn ăn hủ tiếu ấy tiết Việt Nam sôi lớn Việt Nam sợi lớn ăn mồm tiệt ăn mồm ăn ăn mồm ăn hủ tiếu Việt Nam không anh muốn ăn hủ tiếu Việt Nam không anh muốn ăn hủ tiếu Việt Nam không chi dâm một thêm đó Ngọc Kim đó Việt Nam không bà sẽ chết tay tạm quê nha ta cái lại này của sao bạn ban đi mà cho mà em xây ghê nè và của sao bạn ban cái lại của mày à, toàn đơn thay dương trong vậy cái lại này lộn 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 xây ghê em lộn lộn lưỡng lự luôn luôn á thầy em luôn 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 dạ 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 luôn 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 em lộn lộn yeah, luôn luôn chứ luôn luôn ok bộ một nè bộ một thì xanh ok em luôn luôn à, ăn hủ tiếu và anh ấy mẹ ăn tiền anh ấy biết thằng ăn à, trong bản đằng ăn hủ tiếu Việt Nam sợi lớn ăn anh muốn ăn hủ tiếu à, lại đi hủ tiếu Việt Nam không dạ yeah, ok tạm thời ốm tay tay nhắm cái tiếu sợi sợi thúng bón bón tròn nhắm cà tiêu Việt Nam cà tiêu Việt Nam ok yeah, ok nè thử ấy ừ cô bỏ chân thử ấy Ngọc Kim nhưng thử ra ăn đó luôn luôn xâm lệnh trăng công xâm lệnh cần ngủ xâm lệnh như hiện cần ngủ anh tích nè ba xâm lệnh hiện cần ngủ công xâm lệnh cần ngủ bây giờ xâm lệnh trăng luôn luôn nè dạ yeah, tâm trời ăn luôn luôn mà luôn luôn chẳng một tay tay luôn luôn ta nàng ốc nếu mình xin nụ y tẹp tôn cho mùi mê riêng bỏ dưỡng ai xua bán đau bóng phênh con bàn toàn mạnh xe vậy đây là người người buôn bán nói rằng hủ tiếu sợi nhỏ bán chạy hơn hủ tiếu sợi lớn người buôn bán nhỏ nói răng hả nói răng
nói rằng mẹ nói rằng nói rằng hủ tiếu và hủ tiếu sợi nhỏ bạn chạy hơn sợi nhỏ chạy hơn hủ tiếu sợi lớn với ok tâm trần đó bà hủ tiếu sợi nhỏ dạ tâm trần nói rằng hủ tiếu sợi nhỏ bán chạy hơn hủ tiếu sợi lớn nè bà thì sợi nhỏ bà sợi nhỏ bà sợi nhỏ bán chạy hơn hủ tiếu sợi lớn người buôn bán nói rằng bà nẹt lụa đồ bà này dày thà nó bà người buôn bán nói rằng nẹt lụa đồ này dày thà hủ tiếu sợi nhỏ bà cái tiêu sẽ say tui nó bà bán chạy hơn lụa đại chiên nó bà à, hủ tiếu sợi hủ tiếu sợi lớn bà cái tiêu sẽ say thùng ok ông cũng chán tâm trời bà ai bà cao chẳng bàn nó không càng dày nó bà ngay khỏi cùng ta thợ như vậy thì nó ngon tao ngon nó ngon mình ót đi bà nè dân ai vậy chùm mùi nông chân chia Việt Nam ta ơ nơi không ai dân miền cái tiêu sao thật xài thôi tôi gì hả sơn miền xài thông này ở Campuchia chỉ có hủ tiếu sợi nhỏ à, không có sợi lớn nè không giống ở Việt Nam hủ tiếu sợi lớn nè sợi lớn à, xài thùng à, ăn không có ngon bằng hủ tiếu ở Campuchia. À, không có ngon ở ngàn bằng nó cứ smell không ngon bằng ở ngàn smell không ngon bằng sao bằng nữa bằng smell không ngon nhau bằng nhau nhau nó cứ khnía nữa nhiều không ngon nhiều không ngon nhiều mình ngàn trai nữa nhon nó thấy đôi hả nhon này nhon nhau đôi như không ngon như không ngon như nó cứ ọt ngang đôi như anh ấy bằng còn vậy biết smile nè ọt ngang smile và không ngon bằng hủ tiếu Campuchia ọt ngang smile hủ tiêu Campuchia đưa con hủ tiêu khmer bị chân ngay Campuchia mà bật tay bị chân ngay bật tay mà một hai mệt mình tóc của anh ấy xoay lên tốt lắm tóc của anh ấy xoay lên tốt lắm à cái tôi của sao mà bán xới lên mà xoay lên tốt lắm tốt lắm mà đừng sập bàn tóc của anh ấy sọ đồ bọt quát xoay lên xoay không lỗ xới lớn tốt lắm dày ở đây tóc của anh ấy anh đang ở prau bia xoay nè sấy sợi, ập ra mùi sợi bạn này, bà sới, sới to, sới lớn à, sới lớn tốt lắm, tóc của anh ấy dày tốt lắm, bà nè, chúng ta chân dày tốt, dân ra bịa crack không anh, Việt Nam sợ cái ập ra bịa là khả năng tha thùng được cả tôi chứ, ập ra bịa crack, dày tốt lắm, dân ra bịa dày vậy, anh đứng đằng sau ta mẹ để sao cho mai dân phải biết sợ say sợ thời sợ say sợ bà nè ở Việt Nam ở phải sợ say phải biết sợ sợ crash được không sợ đau sợ dân hiện đau về để sợ dân crash sợ dân hiện khé vì thường mai gặp phải việc say biển thùng và tóc dày tốt ok khó khăn ok ở quân trang này tặng học nè bà sẽ dân và to mê riêng bao dân và thay tiết là học nè tìm mối mơ mê riêng sốt mê riêng ở trăm khi này mùi được mùi bọc vía và mình biện nào để mình cho bác nó ai chăm nó xu phục và thay bàn nè chứ việc đề sai dân và to mê riêng bao dân và thay tiết nè tạm biệt mọi người bà tạm biệt bye bye tạm biệt cảm ơn mọi người nhiều bye.